bạn có hoang mang khi tất cả thông tin cá nhân của mình đều bị khai quật chỉ từ một bức ảnh? Công ty Clearview AI được sáng lập bởi Tuân Tất Hoàng, một người Việt sinh ra tại Úc. Công ty này chuyên cung cấp công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Khi bạn gửi bức ảnh của một người lên, Clearview AI sẽ hiển thị tất cả những bức ảnh công khai của người này và các liên kết kết nối với các bức ảnh công khai đó. Tuân Tất Hoàng chia sẻ khả năng tìm kiếm danh tính của Clearview đạt tỷ lệ gần như hoàn hảo lên đến 99%. Đơn nay, một phóng viên đã vô cùng bất ngờ khi trải nghiệm Clearview. Chỉ từ một tấm ảnh chân dung của Donai mà Clearview đã nhanh chóng trả về hàng loạt hình ảnh của anh, bao gồm cả bức ảnh của nam phóng viên vào năm 15 tuổi đã được đăng trên một tạp chí. Đáng nói là ngoại hình của Donai hiện tại đã hoàn toàn khác biệt so với bức ảnh được chụp gần 10 năm trước. Ngay cả đồng nghiệp cũng không thể nhận ra anh. Khi Clearview AI được công bố đã gây ra nhiều tranh cãi vì công cụ này thu thập hình ảnh khuôn mặt từ Internet. Các hãng công nghệ lớn đương nhiên không thể hài lòng. Sau nhiều tranh chấp, Clearview AI dừng bán và chỉ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Khách hàng của công ty đã bao gồm hơn 3.100 cơ quan tại Mỹ, trong đó có Cục Điều tra Liên bang và Bộ An ninh Nội địa. Nhờ ứng dụng Clearview AI vào công cuộc điều tra, cảnh sát bang Indian chỉ mất 20 phút để xử lý một vụ nổ súng. Vi phạm không có bằng lái xe nên thông tin trong cơ sở dữ liệu của chính phủ không có, song lại tình cờ xuất hiện trong một video đăng tải trên mạng xã hội.